Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và ngày hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy khoan 3 chức năng của thương hiệu Ryobi Nhật Bản. Thì như những video trước mình cũng đã giới thiệu với anh em rồi, thương hiệu Ryobi Nhật Bản này nó sẽ khác với lại Ryobi màu xanh lá cây mà anh em đã biết đến. Ryobi màu xanh lá cây thì cái dòng phân khúc của nó sẽ thấp hơn cái dòng Ryobi của Nhật Bản này. Và Ryobi Nhật Bản này được phân phối bởi tập đoàn Kyocera của Nhật Bản luôn. Và máy là được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Thì nó cũng giống như là thương hiệu Makita thôi, cũng là một thương hiệu của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Rồi thì hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em cái máy có cái mã là ED-2600 của thương hiệu Ryobi, là một cái dòng khoan 3 chức năng. Thì bên ngoài hộp đây anh em thấy nó làm một cái hộp nhựa bên trong và cũng như là giấy cứng ở bên ngoài. Thì ở đây nó sẽ có những cái thông số cơ bản của cái máy khoan Ryobi này, là sẽ xài đầu gài SDS Plus lên đến 26mm và cái có tay cầm xoay 360 độ, có ở đây nó ghi sẽ là 4 chức năng luôn nha anh em. Ở đây 4 chức năng, thì còn những chức năng nào thì tí nữa mình sẽ khui ra cho anh em xem luôn. Và ở đây những cái phụ kiện đi kèm là gồm có ba cái mũi khoan, một cái mũi đục nhọn và một cái mũi đục dẹp, một cái này là để giữ bụi nha anh em. Thì rất là nhiều cái máy khoan 3 chức năng trên thị trường hiện nay không có cái này, và thương hiệu Ryobi của Kyocera Nhật Bản thì nó sẽ có cho anh em cái này. Thì tí nữa mình cũng sẽ giới thiệu với anh em cái này luôn, tặng một cho anh em một tay cầm và cũng như một cái thước. Và cái máy ED-2600 này thì nó là 800W nha anh em, 800W. Thì về cái thương hiệu của Nhật Bản thì nó sẽ ghi những cái thông số rất là thật, không có ghi những cái thông số ảo. Đó, thì bên đây nó cũng, cái hộp bên đây nó cũng giới thiệu cho anh em như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra để cho anh em xem thử ở bên trong cái máy nó có cái gì, cũng như là mở cái máy lên luôn cho anh em xem thử. Rồi, để cái hộp mình để đằng sau. Rồi, nguyên hộp. Hàng này là hàng chính hãng nha anh em, hàng chính hãng, được phân phối chính hãng tại Việt Nam luôn, là với chế độ bảo hành cho anh em là bảo hành chính hãng 1 năm. Khi anh em mở nhận được cái thùng này á, thì anh em sẽ thấy ở trên cái thùng có cái chữ Ryobi rất là đặc trưng, cái chữ Ryobi màu đỏ, và cái thùng này thùng nhựa cũng rất là cứng. Rồi, anh em thấy nếu như mà anh em mua những cái máy mà của những cái dòng thương hiệu lớn á, thì nó sẽ có những cái khuôn nè, dập khuôn nó giữ cái máy rất là cứng cáp, nó không có bị xê dịch cái máy khi mà trên đường vận chuyển cho anh em, nó không có bị dịch, cũng như là những cái phụ kiện sẽ kèm trên đây hết luôn. Sẽ có những cái phụ kiện nó, anh em thấy ở đây nó có lỗ để phụ kiện nữa nè, nhưng mà cái thùng này là tại vì nó làm cho nhiều cái máy khoan khi mà để vào nó cũng đều vừa vặn với nhau hết. Một cái loại thùng thì nó sẽ làm cho nhiều cái máy khoan, nên anh em thấy như cái lỗ này có thể là nó sẽ để thêm cái này là cái khóa cũng như cái đầu khoan ở đây nè, nhưng mà cái đó là dành cho những cái máy khoan khác chứ không phải là dành cho con này. Thì con này những cái phụ kiện kèm theo máy thì ở ngoài nó cũng có ghi, mình cũng đã vừa giới thiệu với anh em rồi. Rồi sau khi mở hộp ra thì anh em thấy có một cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái phiếu bảo hành này bảo hành trên toàn quốc luôn nha anh em. Những cái thông tin ở trên đây, những cái đại lý ủy quyền, trung tâm bảo hành ủy quyền, thì anh em có thể xem và tham khảo. Nếu như anh em nào ở gần khu vực nào thì máy có trục trặc thì anh em cứ mang đến đó thôi. Rồi, để mình mở ra cho anh em xem. Đây là toàn bộ cái máy mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Đó, anh em thấy đây là cái máy khoan cũng như là những cái phụ kiện kèm theo nè. Gồm có 8 phụ kiện kèm theo, là ba cái mũi khoan này thì bao gồm là size 8, size 10 và size 12. Đó, có ba cái mũi khoan gài SDS luôn nha anh em. Đây mình lấy một cái mũi ra cho anh em xem thử. Đây anh em thấy trên này đôi khi nó sẽ dính dầu nha anh em, thì cái dầu này thì hãng nó sẽ bôi lên một tí để chống xét, để nhiều khi anh em để lâu nó sẽ chống xét. Rồi thì bên này là bao gồm một cái thước, một cái mũi đục nhọn và một cái mũi đục dẹp. Đây, cái này là cái mũi đục nhọn.
Thì riêng về những cái phụ kiện này thì mình nghĩ là nó là hàng tặng, nhưng mà nó sẽ chất lượng hơn là những cái dòng như là mình giới thiệu với anh em lúc trước rồi mình nói với anh em á, là những cái phụ kiện kèm theo nó sẽ không được tốt. Thì riêng về cái hãng Ryobi Kyocera này á, thì mình nghĩ phụ kiện nó kèm theo nó sẽ tốt hơn, tại vì nó là thương hiệu của Nhật Bản đó. Rồi phía dưới này thì anh em thấy ở đây có một cái giữ bụi nè. Cái đầu này anh em gắn vô cái mũi khoan, anh em khi mà anh em khoan á thì ở phần này nó bụi nó sẽ rớt vô đây, giữ là cái bụi để tránh làm bụi nó rơi ra ngoài để cho anh em dễ dàng có thể dọn dẹp đó. Đó là một cái cũng rất là hay của cái máy khoan bốn chức năng này. Đây đây là ngoại hình của máy khoan, ngoại quan của máy khoan nè, anh em thấy tay cầm là mình đã gắn sẵn rồi, rất là chắc chắn đó. Đầu gài là đầu gài SDS đó, SDS Plus nha anh em. Đây là thông số cơ bản của cái máy Ryobi, và Rotary Hammer này là máy khoan động lực, máy khoan búa đó, với cái mã là ED trừ 2006. Ở bên đây là những cái chức năng của máy. Đây là chức năng búa, chức năng vừa khoan vừa búa và chức năng khoan không. Còn về cái chức năng búa mà xoay chiều này á, thì mình cũng không rõ nó là cái gì nữa đây. Máy này vừa mới về nên mình cũng chưa tìm hiểu thử. Tí nữa mình sẽ chuyển qua cái chế độ đó cho anh em xem thử luôn ha. Rồi, thì bây giờ ở đằng sau sẽ là thông số của máy. Đây, anh em thấy có chữ Kyocera rất là rõ ràng luôn. Đó, đó là cái hãng hãng phân phối Kyocera. Đây là tập đoàn lớn của bên Nhật Bản nha anh em. Với cái mã là ED2006, sử dụng điện 220 tới 240. Công suất motor là 800W nha anh em. Và tốc độ của nó là từ 0 cho đến 1050 vòng trên 1 phút. Và khả năng khoan tối đa là 26 mm và lực đập búa là 3.3G. Đó, sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và ở đây có cái số series rất là rõ ràng. Mỗi máy có một cái số series khác nhau để tiện bảo hành cho anh em. Rồi, thì bây giờ cho mình xem gắn chuyển qua cái chế độ khác. Đó. Ở đây cũng có một cái chế độ nữa, cũng kèm theo ở phần này. Cái này là máy mới nên nhiều khi nó chỉnh chế độ cũng hơi cứng nha anh em. Đó, mình chuyển chế độ, ở đây có mũi tên nè. Anh em thấy ở phần này nó có cái mũi tên nè. Đó, để là chuyển vào chế độ nào thì nó sẽ qua chế độ đó. Đó, anh em thấy. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cất đỡ cái thùng này đi. Mình sẽ gắn điện vô để cho khởi động máy để cho anh em xem thử. Anh em đợi mình cắm điện ha. Đó, máy lực rất mạnh. Đây bây giờ mình sẽ chỉnh qua chế độ búa không nha anh em. Ở đây mình đang ở chế độ búa không nè. Đó, anh em thấy búa nó rõ nè. Đó, lực rất mạnh. Rồi, về cái chức năng mà khoan búa, anh em khoan búa không á, thì cái chức năng đó thì mình khuyên là anh em nên sử dụng ít thôi. Và nếu như mà anh em đục ít thì anh em có thể sử dụng chức năng đó. Tại vì mình cũng đã gặp qua rất là nhiều trường hợp rồi, khi mà nhiều anh em mà cứ cắm cái chức năng khoan đục, khoan búa đó, khoan búa không á, mà anh em cứ đục liên tục luôn á, thì cái máy rất là ảnh hưởng tới cái máy. Tại vì cái chức năng đó thực sự đó, nó là một cái chức năng hỗ trợ cho anh em thôi, chứ không phải là một cái chức năng mà chuyên đục. Nếu như mà anh em muốn đục, anh em sẽ mua cho mình một cái máy là khoan đục 14 ly, khoan đục 30 ly, để 17 ly
đó, những cái máy đó thì anh em có thể đục nhiều hơn. Còn về cái chức năng ba cái chức năng búa của khoan ba chức năng này á thì anh em sử dụng ít thôi, và nếu như mà anh em nào sử dụng nhiều, anh em nên chuyển qua chế độ vừa khoan vừa búa thì nó sẽ tiện hơn, cũng như là nó sẽ mạnh hơn để cho anh em sử dụng, nó sẽ không có bị là nó sẽ giảm thiểu tối đa về cái mà hư hao của cái máy đó. Thì rất là nhiều trường hợp như những cái hãng Bosch hoặc Makita mà sau đó bị đã bán rồi, thì khi mà gửi bảo hành cho những cái anh khách mà bị cái vấn đề mà đục quá nhiều làm ảnh hưởng tới cái máy đó thì hãng cũng từ chối bảo hành luôn, thì hãng sẽ tính phí, vẫn sửa chữa nhưng mà sẽ tính phí chứ không phải là bảo hành miễn phí cho anh em. Thì cái điểm này thì mình cũng đã gặp qua nhiều trường hợp mà mình cũng sẽ lưu ý và nhắc đến anh em. Thì cái thương hiệu Ryobi này thì mình không biết là nó sẽ bảo hành như thế nào, nên về cái phần đó thì tại vì mình bán rồi nhưng mà mình cũng chưa có trải nghiệm qua, là chưa có anh em nào gửi về cái máy mà mình phải bảo hành cái vấn đề đó hết, nên cũng chưa biết là Ruby nó có hỗ trợ hay không. Rồi thì và một điểm nữa mình muốn lưu ý tới anh em là cái máy khoan ba chức năng của Ruby này nó không có công tắc đảo chiều nha anh em, nó không có công tắc đảo chiều. Thì thực ra nếu như mà anh em khoan ba chức năng là anh em khoan đục thì cái chức năng đảo chiều đó cũng không có một cái ý nghĩa nhất định nào đó, tại vì nhiều cái dòng máy ở trên thị trường hiện tại cũng không có chức năng đảo chiều. Thì có thể là thương hiệu Ryobi này sau này khi mà về thị trường Việt Nam một thời gian lâu thì nó hiểu tâm lý của thị trường người Việt Nam thì nó sẽ thiết kế thêm một cái công tắc đảo chiều nữa, nhưng mà hiện tại cái con mà ED-2006 này đó, nó không có chức năng đảo chiều nha anh em. Anh em chỉ gõ tới được thôi. Và chức năng cuối cùng của cái máy này là chức năng khoan thông. Đó, rất là gọn nhẹ và chắc tay để cho anh em làm việc. Cái lực nó cũng rất mạnh nha anh em, chứ không phải là anh em thấy mà 800W mà nó cái lực nó không được như bằng những cái con khác đâu nha. Và cái con khoan Ruby này theo mình thấy là cũng cầm rất là ok, và cũng như là về thương hiệu của Nhật thì mình nghĩ nó là một trong những cái dòng mà về độ bền cũng rất là chắc chắn. Và một cái điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh em nữa là cái máy khoan Ruby này á, thường thì khi mà anh em bỏ một cái mũi đục vô, anh em gắm xuống là nó sẽ xuống đúng không? Nhưng mà về cái khoan Ruby này á thì anh em gắm xuống và anh em phải gặt cái đầu xuống thì như vậy cái mũi nó mới cứng được, nó mới vào hết được cái mũi. Chứ nếu như mà anh em nào mà không gặt cái đầu này xuống á, mà anh em bỏ vô á, thì nó sẽ không vào nha anh em. Thì đó là một cái điểm mà mình muốn lưu ý với anh em về cái máy khoan Ruby này luôn. Rồi và một cái chức năng nữa, thì một cái chức năng mà khi nãy mình nói với anh em là mình sẽ tìm hiểu nhưng mà thực ra bây giờ mình nhớ lại rồi, thì nó sẽ có một chức năng là xoay mũi khoan dẹp, xoay mũi đục dẹp. Về cái chức năng quay xoay mũi đục dẹp này thì những cái con máy sport nó cũng có. Thì cái chức năng này để làm cái gì? Khi mà anh em cầm cái máy khoan lên, anh em gõ nè, đục, thì như vậy thì anh em sẽ thấy cái mũi khoan nó sẽ xoay. Đó, anh em thấy về cái tốc độ xoay của nó rất là chậm, nó sẽ xoay từ từ. Khi mà anh em chỉnh vào cái chế độ này nè, xoay mũi đục dẹp thì nó sẽ xoay từ từ. Đó, nó xoay đến khi nào mà nó cố định tại một cái điểm mà anh em muốn rồi đó thì nó sẽ dừng. Cái motor nó sẽ không xoay cái mũi khoan nữa và sẽ dính cứng lại, để cho anh em lúc đó nó sẽ chuyển qua chế độ đục thôi, để cho anh em làm việc nó sẽ đục thôi. Còn nếu như mà anh em chuyển qua chế độ này á thì nó sẽ xoay cái mũi khoan của anh em từ từ nè. Đó, đến khi mà nó tìm thấy một cái điểm cố định rồi thì nó sẽ dừng lại và lúc đó nó sẽ bắt đầu đục cho anh em. Rồi, ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu cho anh em về cái máy khoan ba chức năng của thương hiệu Ruby với cái mã là ED2600 của thương hiệu Ruby và của tập đoàn Kyocera Nhật Bản. Và sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm nha anh em, với tất cả những cái phụ kiện
Và những cái hộp này mình đã giới thiệu cho anh em rồi, thì giá mình sẽ để trên tiêu đề luôn để cho anh em dễ dàng xem. Cũng như anh em nào muốn liên hệ mua hàng, anh em cứ ghé qua trang web store-thiết-bị.com hoặc là store-thiết-bị.vn để có thể mua hàng được cho mình. Cũng như anh em nào mà cần thêm thông tin mà về cái máy khoan ED2600 này á, thì anh em có thể comment ở bên dưới hoặc là gọi trực tiếp đến store thiết bị luôn qua số hotline là 0786766818, hoặc là đến trực tiếp store thiết bị để trải nghiệm luôn cái máy khoan ED2600 này với cái địa chỉ là 262 sạc 1 sạc 15 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã xem video, nhớ hãy like và share cái kênh của store thiết bị để có thể xem được những cái máy dòng máy mới nhất, cũng như là nhận thêm những cái ưu đãi cho anh em về có một cái giá thật là cạnh tranh để anh em có thể mua hàng và cũng như phục vụ công việc của anh em. Cảm ơn em đã xem video và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo.